Center Residence, điểm đến lý tưởng cho một cuộc sống xứng tầm. Khúc giao hưởng hoàn mỹ của thiên nhiên giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc xanh và dấu ấn công nghệ đương đại. Một không gian ngập tràn hơi thở của thiên nhiên. Một phiên bản nâng cấp của giá trị sống đích thực. Một không gian để chữa lành và tái tạo năng lượng sống. Sự cân bằng hoàn hảo được kiến tạo bởi các yếu tố của trời đất, ánh sáng, gió, nước. Tọa lạc tại tâm điểm thành phố Thủ Đức, Center Residence thừa hưởng đầy đủ hệ thống tiện ích ngoại thu đẳng cấp, một lựa chọn sinh lời hoàn hảo cho các nhà đầu tư. Nằm ở trung tâm khu đô thị xanh kiểu mẫu phố Đông Village, Center Residence chính là bước chuyển trạm đẳng cấp dành cho những người thân đàn. Chia sẻ khát khao về một đẳng cấp sống sang trọng, tinh tế dành riêng cho giới thượng lưu. Trở thành công dân của Center Residence là cách để bạn tận hưởng những giá trị sống thông minh, sang trọng một cách trọn vẹn nhất. Hiện tại nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng cùng nắng gió đất trời, Center Residence sẽ nâng niu từng góc nhỏ của cuộc sống. Kiến tạo một mái ấm bình yên, đủ đầy nhưng vẫn vượt trội với những tiện ích xứng tầm tiêu chuẩn 4 sao. Center Residence, tái tạo giá trị sống đích thực.